Mình nghe người dân Lào ở đây người ta kể trước đây bộ đội Việt Nam khai thác vàng ở đây được hơn 2 tấn vàng đấy các bạn. Đây là khu lầy đó anh ạ. Anh em chúng tôi đang bên Lào nha, chào các bạn. Đây là dụng cụ anh em chúng tôi đi Lào vàng nha. Xin chào 500 anh em. Chiến thôi. Đồ nghề đây. Đấy, một chiếc xe mẹ xe chiến. Không leo đòi nổi. Xe bỏ trong đít trên kia. Đấy anh nhìn thấy con sông thấy không? Lúc này mình nhìn thấy trên này là đúng rồi này, đấy con sông ấy. Đấy. Đúng nói chưa? Đấy mọi người, đấy con sông này ấy, người ta đang làm rất là nhiều đấy. Hai anh em mình chạy xe từ Việt Nam nhá, chạy con xe máy cà tàng từ Việt Nam cho tới cửa khẩu của Lào và sau đó chạy từ cửa khẩu của Lào đi ven theo cái dòng sông này nhá. Đến đây thì hai anh em mình bắt gặp người dân ở đây, người ta đang hoạt động khai thác vàng rất là nhiều nhá. Đấy, người dân ở đây hình như hầu như là người ta chỉ khai thác vàng như thế này thôi nhá, không làm nghề khác đâu nhá. Đấy, rất là vui. Người già, người trẻ đều kéo nhau ra sông làm vàng hết. Đấy, cụ bà này chắc cũng phải tầm 70 mấy, 80 tuổi rồi quá. Đào lên quá trời này. Đấy, những cái bát đấy là bát vàng đấy. Đây đấy, những cái bát inox. Bà cụ này già lắm rồi, yếu lắm rồi nhưng mà vẫn thích ra đi làm vàng. Đây là cái bãi bơn rất là rộng đây này, mới gọi là bơn này. Từ bờ này sang bờ kia chắc cũng phải khoảng tầm 50 mét đấy các bạn. Đấy, cái chậu, cái bát chén sắt đấy là vàng đấy, người ta múc nước bỏ vào làm được vàng thì bỏ vào đấy đấy. Bên này người ta khai thác vàng bằng cái báng gỗ, như ở Việt Nam mình thì người ta sử dụng bằng cái báng sắt đấy. Dân đang đi nắng nôi cực nhọc thì lại thấy một cái con suối, một cái quán chất chỉ là chiêu. Nên anh em tôi quyết định vào đây ngồi nhậu. Em đi sập bố cầu chết giờ. Ui ôi. Lên. Anh ơi. Lên mà, lên tí. Có hàng xóm vui kìa. Hả? Ờ, cái mình này. Hello. Hay là ra đầu kia kìa. Bên kia có một tốp trai gái đang nhậu rất là vui các bạn ạ. Bây giờ anh em tôi quyết định chọn cái chòi này nhá. Vào ngồi để gọi đồ ăn thôi, đói lắm rồi. Khát bia, à quên khát nước chứ chứ. Khát chưa? Thỏ chân xuống rửa chân luôn. Thỏ chân xuống... Ây da, sơn quá. Ôi da, mát quá. Ây da, hợp lý nhờ, quá hợp lý, mát mẻ luôn nhá, có cá to luôn nhá, có gái đang trai gái đang nhậu luôn nhá, đấy, ở hàng quá, nên quay nữa mà thôi, mở lem. Ở bên Lào này thì rất là nhiều những cái con suối to đẹp, trong veo như thế này các bạn nhá, rất là mát, đây mà tắm thì rất là tuyệt vời. Con sông này rất nhiều vàng các bạn ạ. Anh em chúng tôi đi tìm kiếm vàng ven con sông này lên tận đỉnh đồi kia kìa. Quá đẹp. Như mình đi khắp mọi nơi ở trên đất nước Lào này ấy, thì hầu như 10 con sông của mình đi kiểm tra thì có tận 7 con sông đã có vàng các bạn ạ. Quan trọng là có ít hay có nhiều. Cáo đớp chân phát trướng. Khúc này là đang phê đấy các bạn ạ, đang sướng đấy, không biết nói gì, lịm hết cả người. Ăn xong rồi, anh em chúng mình lại tiếp tục con đường đi tìm dòng suối đầu nguồn mà có nhiều người làm vàng đấy. À, đến đây rồi. Đây, rất là nhiều dân nhá, dân họ đang khai thác này. Đấy, người già, người trẻ, người ta đang khai thác vàng, khai thác bỏ đấy. Bên này thì chính quyền họ không cấm bắt như ở Việt Nam, cho làm khai thác bộ thoải mái, cực kỳ mát các bạn ạ. Con suối này rất là rộng rãi đây. Mình nghe những người Lào người ta kể lại ấy, là ở cái con suối này ấy, ngày trước đây bộ đội của Việt Nam cũng qua bên này làm, tức là nhà nước Lào ấy
cho phép bộ đội Việt Nam khai thác 3 km kiếm được khoảng gần 1 tấn.